Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh KTM.com. Trong video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm rất là hữu ích trong các gia đình. Chính là sản phẩm cân điện tử cảm biến sức khỏe gia đình VG9380, số tiền là 50.000, khá là rẻ. Và các bạn muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video hoặc là trong comment của video này. Cân điện tử thì khá là cần thiết, nó sẽ theo dõi được tình trạng sức khỏe của các bạn béo hay là gầy, để từ đó thì có chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn. Đây là hộp sản phẩm cân điện tử gia đình, cân điện tử da hair scale. Chữ này chắc là tiếng Thái rồi. Xung quanh hộp có những cái màu vàng, màu hồng, màu xanh. Mặt dưới của hộp một vài thông tin và công ty nhập khẩu chiếc cân này. Đo sức khỏe có màn hình hiển thị. Và sản phẩm cân điện tử cùng với cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Tàu, có cả tiếng Anh đằng sau. Một vài cách sử dụng và một vài hướng dẫn sử dụng, cách bảo quản. Việc sử dụng cảm biến cân sẽ có độ chính xác cao hơn, cùng với cái màn hình tinh thể lỏng dễ đọc dữ liệu, màu xanh hợp mệnh luôn. Ở phía trên có một cái lớp mặt kính, kính này thì chắc chắn sẽ chịu lực. Dùng cân này thì nó sẽ tiện và chính xác hơn cân cơ. Mặt dưới thì có khay đựng pin và cái nút unit. Ở trong có hai viên pin đũa. 4 góc thì có cái đệm mút tiếp xúc với cả đất. Khá là mỏng luôn. Ta sẽ bỏ cái miếng nhựa này để kích hoạt cái cân. Đó, sử dụng hai viên pin đây. Nút unit để chuyển các chế độ. Ok, toàn cảnh của cân. Tính cân này thì tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp với pin thông thường. Và cái mặt kính này sẽ bám vân tay. Và trọng lượng tối đa của cân này là 180 cân. Cân này thì cũng có thể mang đi mọi lúc mọi nơi được. Khi cân hiển thị OL thì sẽ cho biết quá tải. Và bây giờ mình sẽ cân thử so sánh hai cân cho các bạn xem có chính xác không. Mình đang nặng khoảng 55 cân. Đầu tiên là cái chế độ gì đấy, mình không rõ lắm. Đây, chúng ta sẽ chuyển sang chế độ. Cũng khá là chính xác. Nếu cân hiển thị LO thì pin quá thấp và chúng ta phải thay pin để đo được chính xác hơn. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm cân điện tử cho gia đình theo dõi sức khỏe. Các bạn cảm thấy video có ích, like, share, subscribe đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Link mua mình sẽ để dưới video.